Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 5 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tự hào quá sớm, viêm phổi Vũ Hán lại bùng phát ở Việt Nam. Hai bệnh nhân qua đời vào những giờ đầu ngày 4 tháng 8 tại Huế và Đà Nẵng vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Trang Facebook Thông tin Chính phủ thông báo dẫn lại thông tin của Bộ Y tế Việt Nam. Đến sáng ngày 4 tháng 8, Việt Nam có tổng cộng 8 ca đã tử vong vì dịch bệnh. Số ca lây nhiễm tính đến 17 giờ chiều 14 tháng 8 là 652, tăng 10 ca so với ngày hôm trước. Tin cho hay, người thứ 8 vừa chết vì dịch là một người đàn ông 65 tuổi, quê ở Hòa Vang, Đà Nẵng. Đây là hình ảnh báo Việt Nam đưa tin Bệnh viện dã chiến chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán ở Cung Thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng đang được xây dựng thần tốc. Vào hồi 8 giờ 30 phút sáng ngày 14 tháng 8, bệnh nhân tử vong với chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối, nhiễm trùng huyết, suy tim cấp và viêm phổi Vũ Hán. Bộ Y tế đã nói như vậy. Trước đó 6 tiếng, một phụ nữ 62 tuổi cũng có quê quán ở Hòa Vang, Đà Nẵng là người thứ 7 qua đời vì dịch. Bệnh nhân này bị suy thận mạn tính 10 năm, Bộ Y tế cho biết. Chỉ trong vòng hơn 10 ngày qua, dịch viêm phổi Vũ Hán ở Việt Nam đã đột ngột lây lan rất nhanh, làm 8 người chết và 270 người có kết quả dương tính hiện đang được điều trị. Bên cạnh đó, hơn 103.000 người đang phải cách ly. Dù dịch bệnh đang trở nên nghiêm trọng hơn, chính phủ Việt Nam hiện vẫn nhắm mục tiêu kép vừa chống dịch viêm phổi Vũ Hán vừa phát triển kinh tế, thay vì phong tỏa diện rộng như cách đây vài tháng. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định tại một cuộc họp báo vào chiều ngày 3 tháng 8 như vậy. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết nhà chức trách các cấp sẽ khoanh vùng những nơi có dịch và dập tắt, nhưng sẽ khoanh vùng với bán kính nhỏ vừa đủ để dập dịch, đồng thời vẫn đảm bảo để kinh doanh, thông thương nền kinh tế. Đến nay, nhiều nhà kinh tế đánh giá rằng tác động của đại dịch viêm phổi Vũ Hán đối với nền kinh tế và xã hội Việt Nam là hết sức nghiêm trọng, hơn rất nhiều so với các dự báo trước đây. Một trong các chỉ số tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2020 chỉ tăng 1,81% so với cùng kỳ năm 2019, theo Tổng cục Thống kê Việt Nam đưa ra. Việc Việt Nam làm chậm hay đình hoãn khá tốt sự phát triển của dịch viêm phổi Vũ Hán với nhiều biện pháp, trong đó có đảm bảo cách ly, giãn cách xã hội trong giai đoạn đầu tỏ ra có nhiều ưu điểm. Một chuyên gia về chính sách sức khỏe cộng đồng và dịch tễ đã nói với đài BBC tại London như vậy. Và điều này có lẽ ra cần phải được tiếp tục, nhưng rất tiếc là bản thân ngành y tế và nhiều người dân có phần lơi lỏng, chủ quan, nên hiện nay Việt Nam đang phải trả giá, bác sĩ Phạm Hoàng Anh đã nói. Đây là hình ảnh người dân Đà Nẵng nghiêm túc giãn cách xếp hàng khi mua bánh mì trên đường Quang Trung vào ngày 28 tháng 7. Nguyên giám đốc Headbridge Canada, một tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam trong lĩnh vực hỗ trợ chính sách y tế cộng đồng và sức khỏe cộng đồng, đã nói với đài BBC tại London như sau. Trong giai đoạn 1, bên cạnh cách ly, giãn cách xã hội là một trong các biện pháp được áp dụng để ngăn ngừa sự lan truyền. Tất nhiên là việc làm chậm lan truyền cũng có nghĩa là dịch cũng sẽ diễn biến chậm lại, nhưng đó là phương pháp phòng ngừa quan trọng mà hầu như bất cứ quốc gia nào cũng phải nghiên cứu áp dụng. Có nơi tính đến miễn dịch cộng đồng, nhưng một câu hỏi đặt ra là cần phải biết được hiện nay đã có lây nhiễm với tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm rồi. Ví dụ, giả sử như biết được là trong cộng đồng tỷ lệ nhiễm là 30% rồi, thì cũng hy vọng là nếu có miễn dịch cộng đồng trên 50%, thì khoảng cách còn ít thời gian nữa thì có thể buông chẳng hạn. Nhưng vấn đề là có biết được hiện nay tỷ lệ nhiễm trong cộng đồng là bao nhiêu phần trăm hay không? Thông tin nói có một vùng rất nghèo ở Mumbai, Ấn Độ, có một cộng đồng dân cư mà tỷ lệ được coi là miễn nhiễm cộng đồng. Khi xét nghiệm thì khoảng 57% tái nhiễm và người ta cho rằng số ca xuất hiện ở trong cộng đồng ấy là đang giảm xuống rất là nhanh. Thì đó là nơi mà có thể được là miễn dịch cộng đồng tự nhiên. Tuy nhiên không chỉ Việt Nam mà không có một quốc gia nào dám khẳng định là thả nổi thì chỉ trong một thời gian ngắn nữa dịch sẽ đi xuống, cho nên tôi nghĩ rằng cách ly rồi giãn cách xã hội là biện pháp bắt buộc, không thể khác được, và đây là điều đã làm đúng. Và một điều đưa ra là chậm vẫn là tốt. Có ý kiến cho rằng việc làm chậm lại chỉ là để tạm trì hoãn tiến trình, quy mô, mức độ lây lan của đại dịch. Nhưng nếu chủ quan, lơi lỏng kiểm soát thì dịch lại có thể bùng phát và gây ra tác hại khó lường. Đây là hình ảnh y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng phải đi cách ly, nên nguồn nhân lực y tế Đà Nẵng đang rất thiếu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa gửi công văn cho hai tỉnh thành là Bình Định và Hải Phòng mong nhận được sự hỗ trợ về nhân lực ngành y cho chiến dịch chống viêm phổi Vũ Hán.
Về vấn đề này, bác sĩ Phạm Hoàng Anh tiếp tục bình luận như sau. Nếu mà nói rằng làm chậm lại, sau này nó vẫn có thể bung ra, thì tôi nghĩ rằng là nếu làm chậm được đà tiến triển của dịch bệnh thì cũng vẫn là tốt. Bởi vì làm chậm thì áp lực lên hệ thống y tế cũng bớt đi và những trường hợp bị nhiễm có điều kiện được chữa trị. Rồi người ta có miễn dịch thì huyết tương của người ta có thể dùng để điều trị cho những bệnh nhân khác. Còn nói bây giờ để nó ồ ạt một lúc bao nhiêu người mắc nhiễm thì hệ thống y tế của Việt Nam hiện nay mà chúng ta cũng thừa biết rằng không có dịch bệnh cũng đã quá tải rồi, bệnh viện nào cũng đông sẵn rồi, lại gánh thêm dịch viêm phổi Vũ Hán nữa thì sẽ hết sức khó khăn. Ngoài ra, bệnh nhân và các bác sĩ cũng có thể bị nhiễm dịch bệnh nữa. Bệnh viện như ở Đà Nẵng, ngay trong bệnh viện, nhiều cán bộ y tế đang phải cách ly rồi, thì các bệnh nhân mà có dấu hiệu bệnh tất nhiên cũng có thể đưa vào đấy, nhưng chăm sóc và thiết bị, điều kiện sẽ bị hạn chế rất là nhiều. Cho nên, tôi nghĩ nếu Việt Nam tiếp tục làm giãn cách xã hội để chậm lại sự phát triển của dịch bệnh, vẫn còn là cái may nếu mà làm được. Và điều được đưa ra tiếp theo là Việt Nam đang phải trả giá. Bác sĩ Phạm Hoàng Anh lấy làm tiếc khi thấy rằng Việt Nam chưa tự học được điều mà bà gọi là bài học quan trọng từ phòng chống, kiểm soát và làm chậm đại dịch của chính nước này từ đợt 1. Khi mấy tháng qua, để cho giãn cách xã hội cùng nhiều biện pháp phòng hộ cá nhân và cộng đồng khác có phần bị lơi lỏng. Đây là hình ảnh đo thân nhiệt cho người lao động trước khi vào ca. Cả 4 khu công nghiệp tại Đà Nẵng đều có công nhân bị lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán, rải đều cả 4 khu công nghiệp là Hòa Khánh, An Đồng, Thọ Quang và Hòa Cẩm. Bà nói, tôi nghĩ có lẽ bài học tạm lui của dịch sau đợt 1 là việc chúng ta phải trả giá. Tôi nghĩ rằng người dân cũng nhiều người rất là chủ quan, theo quan sát của tôi, và có thể ngay cả ngành y tế cũng chủ quan. Trong thâm tâm của rất nhiều người nghĩ rằng chúng ta an toàn, chúng ta vượt qua rồi, và thậm chí ở đâu đấy có những giả định là người Việt Nam có miễn dịch đặc biệt chẳng hạn. Và đấy là những giả định mà chưa có cơ sở khoa học nào đảm bảo cả. Mà trong khi chưa có cơ sở như thế nào thì chúng ta lại chủ quan, lơi lỏng những biện pháp cách ly, những biện pháp phòng hộ cá nhân thì rất là nguy hiểm. Cho nên tôi nghĩ là bây giờ ngay lập tức phải siết chặt giãn cách xã hội và thứ hai nữa là phải tiếp tục giáo dục, khuyến cáo người dân về những biện pháp phòng hộ cá nhân và tầm quan trọng để trước mắt là hy vọng hạn chế được với người nào thì hay người ấy và trụ được ngày nào thì hay ngày ấy. Và còn nếu để nó bùng nổ, đại dịch, quy mô lớn thì sẽ hết sức nguy hiểm. Nếu nhìn ra bên ngoài mấy nước bị kinh khủng như là Tây Ban Nha, Brazil, rồi Ấn Độ chẳng hạn, tôi thấy là Tây Ban Nha và một số nước như là nước Pháp chẳng hạn, thời điểm bắt đầu lây rất nhanh là bởi vì văn hóa của họ có những yếu tố như gần gũi, kể cả bạn bè, không phải ruột thịt, nhiều khi gặp nhau cũng ôm hôn, rồi văn hóa lễ hội, tức là họ luôn luôn thể hiện sự nồng nhiệt. Đây là hình ảnh du khách tắm biển ở Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 7 trước khi có lệnh giãn cách xã hội. Còn ở Ấn Độ, dân cư quá đông, nhiều nơi chen chúc, rồi cũng có yếu tố văn hóa như ở nhiều người Việt Nam cũng thấy có. Đó là sự tò mò, thấy gì lạ cũng chụm lại, rất là đông để xem và xem xét, theo dõi. Ấn Độ lan nhanh cũng là vì dân số quá đông và mật độ cũng quá đông. Như vậy, sơ bộ có thể thấy có những nhân tố văn hóa xã hội tác động đến quá trình lây nhiễm. Còn Việt Nam xem xét vấn đề này, tôi nghĩ chúng ta tuy vậy cũng có một số yếu tố tối ưu thuận lợi cho quản lý dịch bệnh cộng đồng. Trong đó có nhiều người dân nhanh nhạy thông tin, nhạy bén với các thông tin liên quan đến sức khỏe. Nên khi có những khuyến cáo của ngành y tế, của nhà nước và nếu nhắc nhở kịp thời thì người dân cũng có ý thức tuân thủ. Và điều tiếp tục được đưa ra là phải chăng Việt Nam đã buông lỏng quá sớm? Theo bác sĩ Phạm Hoàng Anh, người từng tốt nghiệp ở London, Anh Quốc về dịch tễ học, ngoài yếu tố trên, Việt Nam thực ra cũng có một lợi thế khác nữa trong hành vi của cá nhân trong cộng đồng. Bà nói, một vấn đề nữa trong giãn cách xã hội mà nhiều người cũng dễ thực hiện hơn ở nơi khác là vì người Việt Nam quen chịu những áp lực về mặt tinh thần. Đây là hình ảnh, ngay sau khi chỉ thị 16 có hiệu lực, bờ sông Hàn ở thành phố Đà Nẵng, thành phố nổi tiếng du lịch trở nên vắng ngắt. Theo tôi theo dõi và biết là vấn đề sức khỏe, tâm thần, tinh thần của nhiều người dân ở nhiều nước phương Tây diễn tiến là khá là xấu. Vì trong đợt dịch kéo dài này, nhà nước ở những nơi đó phải suy tính nhiều cách để giải tỏa cho người ta. Nếu không thì có vấn đề trầm trọng có thể dẫn tới trầm cảm, tự tử, kể cả bạo lực gia đình và nhiều vấn đề khác. Tất nhiên ở Việt Nam cũng có, nhưng nhiều người Việt Nam chống đỡ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chứ không tới mức độ nếu không được đi ra ngoài thì phát điên. Cái gì đó cũng có thể có, nhưng chắc chắn không nhiều. Tuy nhiên, dù là may mắn thế nào, thì trong giai đoạn mới chúng ta phải chuẩn bị tinh thần trở lại với sự kéo dài,
Chỉ có điều là cần phải gấp rút tranh thủ từng ngày trong giai đoạn vàng để đừng bỏ lỡ dịp sử dụng đúng các biện pháp, đồng thời đúc rút những bài học hiệu quả phù hợp nhất từ giai đoạn 1 đến ngày bây giờ. Bác sĩ Phạm Hoàng Anh đã đưa ra nhận định như vậy. Và đợt tái bùng phát đại dịch viêm phổi Vũ Hán ở Việt Nam đã thu hút sự quan tâm theo dõi của quốc tế và khu vực, đặc biệt với các thông tin được thông báo mới đây về các ca mắc và nhiễm tăng lên trong cộng đồng, trong đó có ca tử vong và nhiều ca có nguy cơ tiến triển rất nặng. Trang mạng Asia Times vào hôm 30 tháng 7 năm 2020 có bài báo gây chú ý với tựa đề Việt Nam một nạn nhân của chính mình trong thành công chống viêm phổi Vũ Hán. Bài báo có đoạn Việt Nam là một mô hình mẫu ngăn chặn virus corona, nhưng một làn sóng thứ hai bất ngờ cho thấy giới chức đã buông lỏng sự cảnh giác của họ quá sớm. Tác giả David Hood, một cây bút chuyên theo dõi thời sự Việt Nam, Đông Nam Á và khu vực, đã đưa ra lời nhận xét như vậy. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 5 tháng 8 năm 2020 với bản tin Tự hào quá sớm, viêm phổi Vũ Hán lại bùng phát ở Việt Nam. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.